Xin nhiệt phòng mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ 2, 29 tây tháng 3 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài đi vào thời sự. Trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là phần bảo trợ. Phần bảo trợ ngày hôm nay vẫn là phần bảo trợ của dự án xây dựng tượng đài, vinh danh và tưởng niệm các binh sĩ binh lực Việt Nam Cộng Hòa đã tái chiếm được cổ thành quản trị năm 1972. <laughs> kính thưa quý đồng hương để tưởng niệm và vinh danh sự hy sinh và tinh thần chiến đấu kiên cường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, thành phố Westminster đã chuẩn thuận dự án xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng trị tại công viên tự do khu vực tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Trận tái chiếm cổ thành Quảng trị là trận chiến mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đối đầu với lực lượng cộng sản Bắc Việt, binh chủng thủy quân lục chiến, binh chủng nhảy dù cùng nhiều binh chủng thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đánh lui 6 sư đoàn thiện chiến của Việt Cộng, giành lại chiến thắng cấm lá cờ vàng thân yêu trên Cổ thành Quảng Trị. Dự án tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị sẽ là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh, không lùi bước của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà tập thể người Việt tại hải ngoại cần gìn giữ. Sự đóng góp của quý đồng hương sẽ nối lên tinh thần bảo vệ căn cước tị nạn và gìn giữ tinh thần bất khuất của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cho các thế hệ về sau. Xin quý vị hãy liên lạc số điện thoại 714 891 1901 hoặc vào trang nhà quản trị monument.com. Chân thành cảm ơn quý vị. Và hy vọng khán thính giả của channel Trần Nhật Phong có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho dự án này để xây dựng tất cả những di sản cho con em mai này của chúng ta. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại ngay trên màn hình của chúng tôi hoặc là quý vị có thể vào trang web trên màn hình để biết thêm chi tiết. Và đó là phần bảo trợ của dự án xây dựng tượng đài vinh danh và tưởng niệm các binh sĩ binh lực Việt Nam Cộng Hòa trong cái trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị năm 1972 cảm ơn mọi người rất là nhiều và bây giờ thì chúng ta lại đi qua cái phần à, chương trình mỗi một ngày của chúng ta sáng ngày hôm nay và ngày tuần trước thì phong có lan like một số tin hôm nay mình điểm lại những bản tin này để xem chuyện gì xảy ra và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào trong cái phần à, à, thảo luận và biết được là chuyện gì đang xảy ra ở trên biển đông tuần trước quý vị còn nhớ là tôi đã đưa một cái à, tin trong đó thì à, bắc kinh thông báo là bắt đầu từ ngày mai thứ ba và ngày thứ tư hai ngày liên tục thì họ sẽ có cuộc tập trận ngay trên biển đông ngay khu vực ở giữa đảo hoàng sa và đảo hải nam nơi đây họ phong tỏa các thuyền bè qua lại để thực hiện cuộc tập trận này ngay trên vùng lãnh thổ của việt nam hoàng sa là chủ quyền của việt nam và cuộc tập trận này bắc kinh thực hiện ngay trên vùng lãnh hải của việt nam đó là cái tin thứ nhất mà chúng ta đã có từ tuần trước và sau đó ngày thứ bảy thì tôi có loan cái tin là philippines đã gửi các chiến đấu cơ của họ bay ra trên cái quần đảo à, ở quần đảo Trường Sa nơi mà được xem là có cái à, 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 cái sự tranh chấp và trong đó thì à, lực lượng à, à, dân quân ngư phủ của Trung Quốc đang có cái à, à, đang có cái à, việc mà gọi là họ đang có khoảng hơn 200 tàu cá ở à, tàu dân quân đánh cá tức là tàu à, bán quân sự của họ ở khu vực này vây chặt ở đây một lát chúng ta sẽ xem nó nằm ở đâu và thứ ba là sáng ngày hôm nay tôi có hai bản tin luôn bản tin thứ nhất là hoa kỳ và indonesia cũng như là nhật bản à, sẽ tập à, có cuộc tập trận ở trên à, khu vực của à, cái khu vực ở à, biển đông à, à, xin lỗi quý vị à, khu vực biển đông nhật bản hoa kỳ và indonesia đã gia tăng áp lực với bắc kinh trong đó thì cho thấy rằng là phía hoa kỳ nhật bản và indonesia đã có một cuộc tập trận ngay trên biển đông tiếp theo sau việc mà à, à, philippines đã có những cái à, hoạt động liên quan tới hàng hải và đặc biệt là gửi chiến đấu cơ của họ ra quần đảo Trường Sa ngay trên cái đảo gọi là Wisen Reef Rift à, thì cái đảo này là nằm ngay trên quần đảo Trường Sa thì ngày hôm nay thì à, phía Hoa Kỳ cho biết rằng là cuộc tập trận này là để bảo vệ cái tự do hàng hải và à, đối phó với những cái tình trạng gọi gọi là thiếu liên lạc trên biển giữa Hoa Kỳ Nhật Bản và Indonesia cùng một lượt thì à, Hoa Kỳ và Ấn Độ à, cũng sẽ có cuộc tập trận ngay trên vùng Ấn Độ Dương để đối phó với Trung Quốc. À, trong thời gian gần đây thì à, liên tục thì à, Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ và Ấn Độ từ ngày chủ nhật đã bắt đầu có một cái cuộc tập trận à, tức là ngày 28 tây ngày hôm qua và cuộc tập trận này có cái tên là Passage Exercise gọi là gọi tắt là Passes và nó được xem là nó kéo dài cho tới ngày hôm nay 29 tây. Tức là hai ngày liên tục chủ nhật và thứ hai đây là lần đầu tiên có sự tham gia của không quân của Ấn Độ cùng với lại hải quân của Hoa Kỳ và hải quân của Ấn Độ đã tập trận ngay trên vùng biển Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận này diễn ra sau khi mà bộ trưởng quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin đã có chuyến viếng thăm Ấn Độ trước đây và gia tăng cái hợp tác quân sự giữa quân sự để đối phó tình trạng mà Bắc Kinh có thể gia tăng cái mạng lưới quân sự của họ ở tại khu vực. Đây là các cái bản tin mà chúng tôi có được trong toàn bộ từ hôm thứ sáu <laughs> kéo dài tới ngày hôm nay thứ hai mới có mấy ngày thôi thì đã liên tục là Trung Quốc tập trận, Hoa Kỳ tập trận với Nhật Bản, Hoa Kỳ tập trận với Ấn Độ. Rồi Indonesia, rồi Philippines lại đưa cả chiến đấu cơ của họ bay trên đầu của trên 200 tàu dân quân ngư phủ của Trung Quốc, tức là, là bầu tàu bán quân sự của Trung Quốc ngay trên đảo Weissen Rift, là cái đảo mà nằm ở trong cái phần tranh chấp ở Trường Sa. Ok quý vị, đó là những bản tin mà chúng ta biết được. Bây giờ thứ nhất là chúng ta xem trên bản đồ các cuộc tập trận của các phía. Rồi chúng ta mới đi vào trong cái phần phân tích ngày hôm nay. Ok các bạn, để dễ dàng thì cho phép phong mở cái bản đồ lên để mọi người nhìn rõ hơn. Ok các bạn, trên đây là cái bản đồ và quý vị thấy cái chấm đỏ này thì tôi đề chữ Washington Rift ở trên đây. Thì quý vị thấy là cái chấm đỏ nằm đây. Đây là nơi mà quý vị rung vô quý vị thấy rất là nhiều những cái đảo nhỏ xung quanh thì các quốc gia đang tranh chấp ở khu vực này nằm gần Palawan. Một lát mình sẽ nói sau. Ok các bạn. Chấm đỏ này là Washington Reef, Đây là cái chỗ mà 200 tàu cá của Trung Quốc đang vây chặt ở khu vực này. 220 chiếc tàu cá và Philippines đã phải gửi à, từ ở khu vực, à, đây là Palawan nha quý vị, của Philippines. Và họ phải gửi chiến đấu cơ bay ra ngoài này để mà giám sát ngay trên đầu của à, các cái tàu cá của Trung Quốc ngay khu vực này. Đây là khu vực gọi là à, Việt Nam mình như gọi là đảo Subi thì phải. À, đó là cái tiếng Việt. Và đây là quần đảo Trường Sa, tức là Spratly uh, Island nằm ngay đây nha, quý vị. Thì quý vị zoom vô quý vị thấy quần đảo Trường Sa rất nhiều những cái chấm xanh là những cái đảo nhỏ, đảo lớn nằm ở quần đảo Trường Sa. Đây là chỗ mà Philippines đã đưa các chiến đấu cơ của họ bay trên đầu của các uh, dân quân ngư phủ của Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh. Đây là Paracel tức là ở khu vực uh, quần đảo Hoàng Sa. Thì quý vị zoom gần vô thì giữa quần đảo Hoàng Sa và đây là đảo Hải Nam của Trung Quốc nha quý vị. Đây là khu vực mà Trung Quốc và đang có cuộc tập trận ngày mai và ngày mốt hai ngày liên tục tôi xin lỗi quý vị ngày hôm nay và ngày mai họ đóng toàn bộ khu vực biển này lại tức là không có tàu bè qua lại khu vực biển này để họ có cuộc tập trận kéo dài hai ngày thứ hai và thứ ba ở khu vực này đây là cuộc tập trận của à, Trung Quốc nha quý vị rồi bây giờ tới phiên Hoa Kỳ ok khi mà tôi zoom gần vô thì quý vị thấy là đây là Brunei ok và Indonesia nằm dưới đây và Nhật Bản Hoa Kỳ và Indonesia đã có cuộc tập trận thì cuộc tập trận này nằm gần cái bờ biển đi vào biển Đông. Keo biển đi vào biển Đông. Thì nếu mà quý vị nhìn thấy được đó thì là cuộc tập trận diễn ra ở đây. Ok. Đây là nơi mà Nhật Bản, Hoa Kỳ và Indonesia đã mở cuộc tập trận ở đây. Nó sẽ đi vào cái quần đảo gọi là Palu. Ok quý vị. Ở đây là khu vực quý vị thấy là cái lằn đen này á là của Brunei. Brunei là cái quốc gia cũng đang claim chủ quyền từ đây. Còn khu vực này đó quý vị là khu vực của Indonesia. Ok. Để cho quý vị thấy là toàn bộ đây là của Indonesia hết. Thì Brunei chỉ có một phần ngay chỗ cái khúc này là cái lãnh thổ riêng của họ mà thôi. Còn ngược lại ở đây ra là khu vực ở đây thì gần đây có đảo Palu. À, Palu là cái đảo mà à, đang tranh tra, à, đa, đang có chủ quyền của à, Indonesia ở trên đây nha quý vị. Là nằm ở cái đuôi của Trường Sa. Đây là cái khu vực mà gọi là à, tập trận của Hoa Kỳ, của Nhật Bản và của Indonesia. Rồi bây giờ chúng ta rung ra gần và lướt qua đây. Đây là khu vực biển Ấn Độ Dương. Nơi đây là nơi tập trận của quân đội Hoa Kỳ và của Ấn Độ. Bao gồm luôn cả không quân, hải quân của Ấn Độ đang có cuộc tập trận ở trên đây. Đây là khu vực tập trận của họ nha. Ok, đó là bốn cuộc tập trận diễn ra. Trung Quốc thì nằm ở khu vực này. Ở khu vực này Trung Quốc. Indonesia, Hoa Kỳ và Nhật Bản tập trận ở đây. Philippines đưa quân đưa cái khu trục trạm của họ ra là ngay cái chấm đỏ ngay chỗ này và khu vực tập trận của phía Ấn Độ và của Hoa Kỳ ở bên đây. Đây là toàn bộ những cái diễn biến đang xảy ra tình hình trên Biển Đông là như vậy. Và bây giờ thì à, uh, chúng ta đã thấy rõ vị trí của các chỗ tập trận của Trung Quốc, của Hoa Kỳ, Indonesia Ấn, và à, uh, của Nhật Bản. Cũng như là bên phía Ấn Độ Dương là Hoa Kỳ và uh, Ấn Độ cũng đang tập trận bên đây. Cùng một lượt Philippines đưa chiến đấu cơ của Hoa Kỳ. Gần như tất cả các quốc gia đều gia tăng hoạt động và thúc đẩy mạnh mẽ cái mạng lưới quân sự của họ ở tại khu vực này trừ Việt Nam, trừ Việt Nam. Tức là chỉ có một mình cộng sản Việt Nam không dám hó hé gì hết, tức là quân đội của họ và hải quân của họ cũng như là bộ quốc phòng của họ hay là cái gọi là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng gì đó thì chúng ta không thấy mặt mũi họ đâu hết. Chúng ta chỉ thấy những quân đội của các quốc gia có tranh chấp trên biển Đông và có bảo đảm cái an ninh hàng hải. Nhật Bản và Hoa Kỳ là tham gia vào các cuộc tập trận này trên tinh thần là bảo vệ an ninh hàng hải của cái uh, chiến lược indo pacific mà trong đó người nhật họ đi tập trận với tinh thần tự vệ họ bảo vệ cho tất cả các tàu hàng của nhật bản di chuyển qua khu vực này hoa kỳ thì khẳng định cái đường hải phận quốc tế là vùng tự do hàng hải không nước nào là chủ quyền cả và hoa kỳ khẳng định điều này trong khi đó khu vực biển đông là cái nơi bắc kinh cho là cái đường lưỡi bò là lãnh hải của họ bây giờ hoa kỳ cắt ngang cái đường lưỡi bò đó luôn rồi Philippines được xem là cái quốc gia có cái lực lượng quân sự yếu nhất ở khu vực. Nhưng bây giờ Philippines đã dám đưa cả là hải quân của họ ra hôm trước. Hôm nay thì gửi luôn cả khu cả chiến đấu cơ của họ ra luôn. Hôm trước chỉ là tàu chiến thôi. Hôm nay đưa luôn cả chiến đấu cơ của họ ra để sẵn sàng bảo vệ tất cả những cái khu vực của họ mà họ sợ rằng Trung Quốc sẽ lập lại lịch sử so với 9 năm trước, 2012 dưới thời Obama thì Bắc Kinh đã đánh chiếm bãi cạn Scarborough. Rồi bây giờ Joe Biden vừa lên ngồi ghế tổng thống thì là Bắc Kinh manh nha muốn lập lại lịch sử đánh chiếm thêm một cái đảo khác của Philippines là đảo Whitsun Reef, tức là cái bãi cạn của Whitsun. Thì đây là do đó Philippines kinh nghiệm rồi. Lần này họ đưa hải quân, họ đưa à, chiến đấu cơ ra để bảo vệ và chắc chắn là ngăn chặn cái sự mà xâm chiếm bất ngờ của Trung Quốc. Ngay cả cái nước mà được xem là có cái quân sự yếu nhất cũng đã bắt đầu đưa quân đội của họ ra toàn ra bộ đây quý vị thấy Indonesia đã có rồi trước đó Malaysia đã gửi hai khu trục hạm của họ ra ngăn chặn Trung Quốc à, mon men vào vùng biển của họ rồi, à, cái um, quân đội của Indonesia bây giờ đã có mặt và hiện diện tập trận chung với Hoa Kỳ và Nhật Bản Philippines cũng đã đưa quân đội của họ ra Brunei thì im lặng từ xưa tới nay không lên tiếng gì cả Đài Loan cũng bắt đầu có những cái hoạt động để bảo vệ cái khu vực eo biển Đài Loan, tự vệ cho họ và những phần đảo mà họ quản trị, kể cả đảo Bà Bình và đảo Đông Sa là hai cái đảo mà Đài Loan rất e ngại rằng Trung Quốc sẽ đánh chiếm bất ngờ. Thì họ cũng đã đưa quân đội của họ ra xuất hiện tập trận để mà bảo vệ cái chủ quyền của họ. Cuối cùng chỉ còn có mình Cộng sản Việt Nam là không ai thấy quân đội nó nó ở đâu hết, không biết là nó chống đâu mà trước đó thì Cộng sản lại tập trận chung với Trung Quốc thì quý vị, chúng ta chưa biết cái vai trò vị trí của cộng sản việt nam nằm ở chỗ nào nhưng mà rõ ràng cục diện ở biển đông đã nóng dần lên đó là điều thứ nhất điều thứ hai nước nào bảo vệ chủ quyền một cách cụ thể rõ ràng chúng ta đã biết nước nào mà nhu nhược và hèn yếu hay là à, gọi là nhượng bộ và cố tình núp ở phía sau bờ lùm cây đó là chúng ta đều biết rồi và thứ ba là cái việc bà bảo vệ hàng hải này coi như là một cái quyết tâm vững chắc của hoa kỳ quay trục về á châu và bảo vệ chắc chắn cho cái tự do hàng hải từ ấn độ dương qua tới thái bình dương cuộc tập trận ở với ấn độ ngay trên ấn độ dương để ngăn chặn sự bành trướng của trung quốc và cuộc tập trận với indonesia nhật bản ngay trên thái bình dương và khu vực ở biển đông để ngăn chặn cái uh, cái việc bành trướng của Trung Quốc giữa lúc mà Trung Quốc vừa có đang tập trận ở quần đảo Hoàng Sa, vừa đưa hơn 200 chiếc tàu bán quân sự của họ xuống Trường Sa. Tất cả hoạt động quân sự đã nóng lên. Vậy thì tình hình Biển Đông có thể đi tới tình trạng gọi là à, trở thành cái bãi chiến trường không quý vị? Rất có thể. Nó rất có thể trở thành bãi chiến trường nhưng mà trở thành bãi chiến trường hay không là do thái độ của Bắc Kinh tại vì các quốc gia ở khu vực kể cả việt nam indonesia malaysia philippines brunei vẫn chưa có xung đột về biển chủ quyền biển, biển đảo ngoại trừ một số tà ngư phủ việt nam xâm nhập vào vùng đánh cá bắt cá trộm của indonesia thì bị bắt giữ nhưng mà về mặt mà xung đột về quân sự hay là à, 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 lớn sân đó, thì chưa có nhưng mà các quốc gia này đều có vấn đề với trung quốc trung quốc mỗi một ngày vẫn tìm cách là lấn áp ở khu vực này và các quốc gia bắt đầu đưa binh lực của họ ra để cản trở trong khi cộng sản việt nam thì không có và ngược lại bây giờ trung quốc đang tập trận ngay trên quần đảo hoàng sa nơi được xem là chủ quyền của việt nam nhưng mà cộng sản việt nam cũng không dám đưa quân ra trục xuất luôn mà phải im lặng để cho trung quốc phong tỏa tất cả các tàu bè thì cái thái độ này chúng ta không cần nói thêm nữa Ok. Có điều, ở đây tôi tập trung ở khu vực Biển Đông. Có trở thành bãi chiến trường hay không? Câu trả lời rất có khả năng. Bởi vì nếu như mà, giống như tôi đã từng nói trong những cái livestream trước, nếu như bị ở cái thế ép buộc phải mở một cuộc chiến ở bên ngoài để chấn chỉnh nội bộ bên trong, Bắc Kinh, Tập Cận Bình vẫn muốn chọn Biển Đông làm bãi chiến trường. Bởi vì Bắc Kinh không dám đối đầu với Nhật Bản ở Sekaku. Và đụng tới eo biển Đài Loan là cái chỗ tử quyệt của Trung Quốc. Bắc Kinh không dám. Không dám trừ khi là thế bắt buộc lắm. Còn nếu mà có khả năng chọn lựa, họ sẽ chọn lựa ở trên biển Đông. Thứ nhất là xa cái lãnh thổ của họ. không Cuộc chiến sẽ không ảnh hưởng tới lãnh thổ của họ. Xa cái thềm lục địa của họ vô cùng. Nếu nằm dưới biển Đông thì sẽ xa cái thềm lục địa. Mặc dù rằng là họ tiếp tế khó khăn, tiếp nhiên liệu khó khăn nhưng ít nhất họ mở cái cuộc chiến ở biển đông là nó an toàn cho cái lục địa của họ đó là cái thứ nhất cái đánh giá từ bắc kinh về mặt quân sự thứ hai là trên biển đông hoàng sa lẫn trường sa trung quốc có chiếm một số đảo ở trường sa và toàn bộ quần đảo hoàng sa họ đã xây dựng những hạ tầng cơ sở tại đây do đó mở trận chiến ở trên biển đông có lợi cho bắc kinh thật nếu tập cận bình mà cần phải gọi là ở thế bắt buộc không tránh khỏi một cuộc chiến tranh và chọn lựa được thì bạn ba tập cận bình sẽ chọn biển đông do đó tập cận bình đã gia tăng rất nhiều giống như tôi nói là do nội tình của của cộng sản trung quốc bây giờ đang rối rắm đặc biệt là cái vấn đề của tân cương và cái sự à, áp đặt và cái sự à, gọi là cấm vận của âu châu liên hiệp âu châu 27 nước đã làm cho trung quốc bị sốc tại vì trung quốc xưa nay vẫn tin tưởng rằng âu châu có lên tiếng chỉ trích cũng chỉ bằng cái miệng chưa bao giờ âu châu có hành động cụ thể cả Bất ngờ bây giờ anh Châu, Âu Châu lại có hành động cụ thể là ban lệnh cấm vận với bốn viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và dẫn tới một loạt các quốc gia khác, 30 quốc gia đã cấm vận. Và nhiều quốc gia khác không nằm trong cái danh sách cấm vận nhưng cũng đã lên án Trung Quốc về vấn đề Tân Cương. Điều này đã khiến cho nội bộ của Trung Quốc mâu thuẫn gây gắt. Chính Tập Cận Bình đã ra lệnh điều tra tham nhũng ở Tân Cương. Để tìm cách đưa những con dê tế thần ra đã trên danh tác trên danh nghĩa là truy tố về tội tham nhũng nhưng mà trên thực tế thì tập cận bình sẽ dùng những tên quan chức này để làm dê tế thần cho cái vấn đề mà đối phó với áp lực từ Âu Châu và từ Hoa Kỳ trong vấn đề nhân quyền nhưng mà cái này chưa chưa quan trọng lắm quan trọng nhất là nội bộ việc mà cấm vận của Âu Châu với bốn viên chức cộng sản Trung Quốc là cho thấy rằng cái phe chống đối tập cận bình đã bắt đầu lợi dụng và nói rằng tập cận bình quá yếu ớt không đủ sức để mà khẳng định cái tư thế lãnh đạo của Trung Quốc trên thế giới. Do đó, ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu có những cái manh nha cho thấy sẽ lật đổ quyền lực của Tập Cận Bình. Ngược lại, Tập Cận Bình đã bắt đầu sử dụng cái mạng lưới tuyên truyền để kích động cái tinh thần chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tẩy chay một số những cái hàng hiệu trên thế giới đại khái quý vị đã thấy trong mấy ngày qua là tẩy chay một số hàng hiệu trên thế giới để bắt đầu kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhằm xây dựng lại cái thế lực bảo vệ mình ngay tại nội địa Trung Quốc bởi vì bây giờ là các phe phái mà chống đối Tập Cận Bình đã cho rằng Tập Cận Bình là thất bại trong chính sách đối ngoại thất bại ở chỗ là làm cho cái tư thế Trung Quốc trở thành công địch của thế giới trong vấn đề của Tân Cương đã khiến cho Trung Quốc trở thành công địch của thế giới trong vấn đề của Tân Cương mà thay vì giải quyết bằng một phương pháp khác để mà xoa dịu cộng đồng quốc tế, thì tập cận bình chọn thái độ cứng rắn đối đầu và dẫn tới hậu quả này. do đó nó đã trở thành một cái gọi là một cái cuộc đấu tranh gây gắt ngay trong nội bộ của trung quốc và chính cuộc đấu tranh này mà tập cận bình cũng chưa đủ sức để mà có thể gọi là nắm quyền toàn bộ nước trung quốc. bởi vì phải trong các cuộc họp lần trước thì rõ ràng tập cận hình tập cận bình đã phải thỏa hiệp với một số những cái phe phái trong đó để tiếp tục giữ quyền lực nhưng mà cái quyền lực đó không vững vàng do đó lần này thì cái vụ tân cương nó đã trở thành một cái vấn đề lớn tại trung quốc cộng thêm cái cuộc nội chiến tại miến điện sự tẩy chay của cái cộng đồng xung quanh đó đối với trung quốc và quy chụp cho cộng sản trung quốc là thủ phạm chính trong cái việc mà đảo tránh ở miến điện nữa cộng thêm những tác động này nó làm cho cái nội bộ của trung quốc càng rối rắm và cái phe mà gọi là lật đổ tập cận bình đang tìm cách xây dựng thế lực và à, tìm cách gọi là à, vẽ lên một cái hình ảnh tập cận bình là một kẻ thất bại. Do đó tập cận bình vì nhu cầu dập tắt những cái lửa chống đối này và tập trung quyền lực vào trong tay cũng như là thống nhất cái à, quyền lực ở ta ở tại trung quốc từ các địa phương cho tới à, các cấp đảng bộ của họ. Chính vì vậy việc mà khơi lửa chiến tranh ở bên ngoài có thể sẽ là một cái thế mà tập cận bình không thể tránh khỏi nhưng mà khơi lửa chiến tranh ở chỗ nào để tránh bị thiệt hại thì giống như tôi nói là tập cận bình vẫn nhắm vào biển đông biển đông vẫn là cái nơi mà tập cận bình có thể khơi màu chiến tranh do đó liên tục tập trận gửi dân quân ngư phủ tức là lực lượng bán quân sự xuống dưới đây gây hấn tùm lum ở dưới đây mục đích của tập cận bình là gài sẵn những cái thế để có thể khi mở chiến tranh thì có thể là thúc đẩy cái việc chiến tranh xảy ra ngay tại khu vực này Khi mà Tập Cận Bình bật đèn xanh Tôi lấy ví dụ Nếu Tập Cận Bình bật đèn xanh cho lực lượng chỉ huy miền Nam Tức là sân sâu của Tập Cận Bình luôn Mà khơi màu chiến tranh Thì rất là nhanh quý vị Sẽ có cảnh bắn vào tàu của Philippines Sẽ có cảnh bắn vào những cái tàu của những quốc gia xung quanh Hoặc là xông vào đe dọa luôn những tàu à, tuần tra của Hoa Kỳ ở đây Để gây hấn Mục đích là để khơi màu cuộc chiến nếu tập cận bình mà muốn à, có một cuộc chiến hoặc là ở thế phải mở một cuộc chiến ở bên ngoài để chấn chỉnh cái quyền lực bên trong thì tập cận bình sẽ chơi trò này do đó ông ta đã gửi rất nhiều những cái à, dân quân ngư phủ và cái mạng lưới quân sự ở bộ chỉ huy miền nam đã gửi rất nhiều những cái tín hiệu xuống biển đông cho thấy rằng là nếu phải chiến tranh thì ở đây tuy nhiên nếu trường hợp như biển đông nóng thiệt là nóng nhưng không xảy ra chiến tranh mà bất ngờ Đài Loan tuyên bố độc lập thì và Đài Loan tuyên bố là tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đổi tên nước và khẳng định chủ quyền thì sao? Có thể nó xảy ra trong giai đoạn này luôn. Tại vì theo tôi dự đoán bà Thái Anh Văn, bà mới tái đắc cử xong thì trong cái nhiệm kỳ 2 của bà, tôi nghĩ rằng bà sẽ làm điều này. Tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để chính thức đổi tên nước là Taiwan. Thay vì trước đây nó là Republic of China thì bây giờ chính thức sẽ đổi tên nước tức là cộng hòa trung hoa dân quốc mặc dù trên cái passport thì đã đổi rồi chỉ dự chỉ dùng cái chữ hoa thôi còn tiếng anh không có nữa cái chữ republic of china không còn nữa nhưng mà cái chữ trung hoa dân quốc bằng tiếng hoa thì vẫn còn trên cái passport có điều là có bà thái Văn nếu như trường hợp mà trong giai đoạn này mà bà bất ngờ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để chính thức xác nhận đài loan là một tên của một quốc gia không phải là Trung Hoa Dân Quốc nữa và tuyên bố với tất cả thế giới là từ nay sẽ đổi hết tất cả những cái passport, đổi hết giấy tờ, thủ tục và buộc tất cả các quốc gia khác phải tôn trọng khi tới Taiwan. Và nước nào mà để Taiwan là một tỉnh của Trung Quốc thì sẽ bị cấm cửa. Đại khái như vậy. Có thể bà Thái Anh Văn sẽ đi cái đường, cái, cái đường hướng này trong cái nhiệm kỳ thứ hai của bà. Chưa biết xảy ra lúc nào. Và nếu như Tập Cận Bình khơi lửa ở Biển Đông mà bà thấy có mùi là có thể sẽ có mùi súng nổ có thể bà Thái Anh Văn sẽ lợi dụng cái khúc này để mà thực hiện điều đó và khiến cho Tập Cận Bình phải lâm vào thế khó khăn, chọn Biển Đông hay eo biển Đài Loan. Nếu như bà Thái Anh Văn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, tại vì cuộc trưng cầu dân ý này chắc chắn rằng dân Đài Loan sẽ chọn cái tên Taiwan, không ai chọn cái tên Republic of China cả. Thành phần này rất ít. Và nếu họ chọn tên Taiwan thì có nghĩa là tách rời khỏi Trung Quốc mà tách rời khỏi Trung Quốc là điều mà cái đám chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Trung Quốc họ không chấp nhận, họ ép Tập Cận Bình phải mở cuộc chiến với Đài Loan và lúc đó Tập Cận Bình cũng không còn chọn lựa, dù muốn chọn Biển Đông thì Tập Cận Bình vẫn phải nổ súng trên Đài Loan. do đó tình hình Biển Đông có nóng là cái ý của Trung Quốc là muốn khơi mào cuộc chiến nếu có nếu cần thiết thì phải xảy ra trên Biển Đông, nhưng mà eo biển Đài Loan có thể sẽ dẫn tới một cuộc chiến khác. Mà nó có thể đi sớm hơn Vấn đề ở chỗ là Thứ nhất người ta sẽ coi vào Cái chính sách của Joe Biden Liệu Joe Biden đã sẵn sàng Cho cuộc chiến ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương hay chưa Câu hỏi mà nhiều người vẫn còn đang thắc mắc Nếu như dưới quyền lãnh đạo Của cựu Tổng thống Trump Tôi, tôi biết chắc mọi thứ đã sẵn sàng Ông Trump đã đầu tư mấy chục tỷ Về khu vực Biển Đông Trong 4 năm cầm quyền của ông Để xây dựng tất cả những hạ tầng cơ sở nối kết và làm việc với các quốc gia đồng minh và đối tác tại Á châu để dọn sẵn con đường này. Thì cái việc mà xảy ra chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là chuyện mà ông Trump đã expect trước. Tuy nhiên, Joe Biden Joe Biden thì biết rằng là Hoa Kỳ sẽ ở thế đối đầu với Trung Quốc. Joe Biden không tránh khỏi xu thế này. Nhưng mà điều mà Joe Biden có thể làm là tránh né không có xung đột quân sự với Trung Quốc trong giai đoạn ông ta cầm quyền. Thì điều này có thể là cái điều mà Joe Biden mong muốn. Tức là vẫn ở thế đối đầu với Trung Quốc Nhưng mà giữ nguyên hiện trạng Không thay đổi hiện trạng Và Joe Biden không muốn đối đầu với Cộng sản Trung Quốc Bằng vũ lực Ông ta chỉ muốn trong 4 năm hay 8 năm gì đó Ông ta dự tính là ông ta ngồi 8 năm mà Tôi, tôi, tôi chưa biết được hay không Nhưng ông ta không muốn cuộc chiến này Nó xảy ra trong giai đoạn ông ta cầm quyền tổng thống Ngược lại Thì phía Hoa Kỳ Khi chuyển trục về Á Châu Tất cả đã lắp đặt sẵn tất cả những cái hạ tầng cơ sở cần thiết rồi bây giờ họ cần một cái quyết liệt hơn để mà chấn chỉnh lại trật tự tại á châu và cái quyết liệt nhất là gì quý vị một cuộc chiến một cuộc chiến để giải quyết lại toàn bộ cái tình hình gọi là à, trật tự tại á châu trước khi mà hoa kỳ chuyển trục toàn bộ về khu vực này cho các vấn đề khác gồm có kinh tế văn hóa ngoại giao chính trị và kể cả hợp tác về kỹ thuật quân sự do đó thì sau khi sắp đặt tất cả mọi cái hạ tầng cơ sở cần thiết thì cái còn cuối cùng là gì quý vị giống như Tam quốc chí châu du nói à, khổng minh nói với châu du là mọi việc sắp sẵn chỉ chờ gió đông tức là hoa kỳ cần một cuộc chiến để mà tái tạo tái lập lại toàn bộ cái khu vực à, à, trật tự tại khu vực á châu để chuẩn bị cho hai ba tập niên tới sự chuyển trục toàn bộ của Hoa Kỳ về khu vực này từ tiêu thụ hàng hóa sản xuất hàng hóa cho tới hợp tác về kỹ thuật hợp tác về không gian ở trên vũ trụ cũng sẽ chuyển trục về Á Châu và trước khi đó thì phải tái lập lại cái trật tự tại khu vực này và muốn tái lập trật tự chắc chắn sẽ không thoát khỏi một cuộc chiến tình hình biển đông có thể cho chúng ta một cái nhìn rất rõ nét là cái cuộc chiến này dường như ai cũng hiểu rõ các phía đều không tránh khỏi kể cả tập cận bình kể cả phía hoa kỳ và kể cả một số quốc gia tại á châu vẫn cần có một cuộc chiến thay đổi toàn bộ cuộc diện và cuộc chiến này không tránh khỏi quý vị ok chưa biết khi nào xảy ra và mức độ lớn nhỏ ra sao kéo dài và hậu quả thế nào chúng ta chưa biết nhưng chắc chắn không tránh khỏi một cuộc chiến ở khu vực á châu thái bình dương đó là cái phần đề tài đầu tiên ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất là nhiều một lát nữa phong trở lại với đề tài thứ hai trong bản báo cáo mới nhất của tổ chức y tế thế giới đã bắt đầu đi theo cái thuyết âm mưu của cộng sản trung quốc đưa ra và điều này nó có ý nghĩa gì và tổ chức y tế thế giới chúng ta lại có dịp nhìn rõ cái bộ mặt thật của họ sau cái trận vaccine vừa rồi và sau cái trận đại dịch vừa rồi chúng ta đã nhìn rõ thêm một phần nữa khi mà tôi phân tích thêm cho quý vị thấy là tổ chức này có xứng đáng để gọi là một tổ chức chuyên môn của thế giới hay không hay nó chỉ là một thứ công cụ chính trị và trục lại đó là cái điều mà tôi sẽ phân tích trong cái phần 2 của Hilton Nhật Ký mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong Phong trở lại trong vòng 3 phút